Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Dạ, kính thưa quý cô bác, thì hôm nay giữa cái cơn mưa thì có gặp được chú Sáu. Thì sẵn đây cũng nhờ chú Sáu chia sẻ về cái dịch bệnh bây giờ là nó xuất hiện cái biến chủng mới cũng như là BA4, BA5. Thì cũng mong chú Sáu chia sẻ cho bà con mình biết cái dịch bệnh này nó như thế nào chú Sáu. Nam Mô A Di Đà Phật. Theo tôi có đọc cuốn đồ thơ của Đức Bổn Sư ấy, là sau này là cái bệnh trời giải xuống đủ thứ dịch bệnh, thấy cơn này mà có mà bớt thì nó có cái cơn đợt dịch khác nó nặng hơn hoài không có thuốc điều trị đó. Mà nếu người nào mà biết hoài đầu hướng thiện thì mình niệm Phật không có dịch nào vô mình được chứ. Cái bù trừ nó là Nam Mô A Di, công đức của niệm Phật, cái hồng danh của Phật có lớn hơn cái gì hết thấy. Người nào quy tâm bảo và tu tại nhà mình ăn tương niệm Phật rồi là không có vi trùng nào mà nó tấn công mình được chứ. Còn người nào mà không tu sau này là chết sạch hết trơn cả thế giới luôn, không phải nước nào vậy. Chỉ Đức Thầy ra đời mở đạo là biểu cho mình niệm Phật đó, là thuốc cam đồ cúng lại giữ giới ăn tương niệm Phật là không có bệnh nào hại mình sống được mới giữ đời thương hơn mới được. Đó là thầy dạy của mình. Còn mình không tu là cái là sạch bách không còn. Thế là sao mà không tu là sạch bách nữa, người nào không tu là sạch bách không còn. Mà bồ đề mà không ném mấy là ngu. Phật nói là không tu là bồ đề ném mấy là người ngu. Mà ông Phật ra đời thân người có được, Phật Pháp có nghe, thân người năng nhân, thân năng đắc, Phật đất, nam văn. Con người sanh ra được làm người là quý, mà gặp Phật Pháp là quý là mình được hai cái rồi. Mới Phật thí dụ con rùa mù ở giữa đại dương cái biển á, mà con rùa mù không có thấy đường. Cái bọng cây nổi trên mặt biển á, mà 100 năm nó nổi lên một lần, Phật đó còn hy vọng gặp bọng cây để nó ở. Khi con người mà chết mất thân này muôn kiếp ngàn đời khó gặp thân thứ hai, khó hơn con rùa mù nữa. Thành ra mình có thân này có thân được rồi, mà có gặp Phật Pháp của thầy mình nữa mà không tu là sao nó uổng. Khi mất kiếp làm người sao trở lại làm người khó thai. Mà qua cái hậu mà cái đời thượng quân này là vũ sổ luôn đó. Làm vùng, làm đất, làm cây cỏ giữa trời dạng tiếp thu là 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu có. 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu có, làm đất, làm đá, làm vùng, làm cây cỏ tiêu luôn. 2.000 làm bùng, 2.000 là làm nước, 2.000 làm thú vật, 2.000 làm cây, rồi là lần lần tiến lên 10.000 năm đỏ tới là người, rồi người nó lâu dữ lắm. Khi mất thân người mà không tu nó vậy đó. Còn mình thân này mà không tu là nó quý báu, mà không tu là uổng, là bất hiếu với cha mẹ. Khi cha mẹ mang 9 tháng cô mang bồng ẩm nuôi dưỡng mà lớn lên trưởng thành, bây giờ cha mẹ già yếu bệnh tật qua đời và mình làm con mình nói sống thời kỳ này mình không cầu sớm chiều cầu rồi thay thế và đại diện cha mẹ gia đình ông bà của việc tổ rồi mà xin tội cha mẹ mình. Mà để thân này mình lo ăn chơi nhậu nhẹt làm người con bất hiếu. Cái đó chỗ là gọi là bất hiếu. Có thân mà mình không cầu nguyện cha mẹ ông bà là bất hiếu. Còn mình có thân mình sống là mình lo quay đầu Phật Pháp mình tu là cầu nguyện cứu quyền ông bà cha mẹ siêu hết. Đó là người con có hiếu. Mà sau này mình được giải thoát nữa. Mình cầu nguyện cha mẹ mình là có hiếu là sao, là được thầy chọn là có hiếu trung sống điện cho xong tới chừng gặp Chúa mới mong trở lại đời thượng ơi dựng cho người hiếu và trung. Còn cách văn hóa ăn mặc của người Việt Nam là mình phải trở về văn hóa dân tộc của người Việt Nam á, của nguyên thủy của người Việt Nam, đừng theo nước ngoài mới gọi là trung. Còn mình chạy theo ngoài là mình lai mất gốc, mình bỏ văn hóa dân tộc là mình bất trung. Đó là nguồn gốc của người Việt Nam anh hùng, mình phải giữ văn hóa dân tộc. Gái á, thì phải tam tùng tứ đức, đại gia tùng phụ chức giá, tùng phu phu tử tùng tử, rồi công dung ngôn hạnh là bổn phận của người nữ. Còn nam á, thì tam quy về ngũ giới, quy Phật quy tám quy tăng và mình giữ tám thì lần cấm của thầy mình. Mình tu thì lần lần mình giải thoát không có gì khó chứ. Tu là mình dứt trừ tham sân si ái ố hỷ nộ là mình thành Phật liền. Còn mình mê đó là mình là chúng sanh. Thầy la dùng gươm trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không, đó là mình thành Phật liền. Sắc không không sắc chớ lời xa, mình trở về cái không với cái sắc của mình á. Không là cái tâm, cái sắc là sắc thân, hai cái này không tách rời nhau được. Sắc không, không sắc chứ lìa xa. Diệu quyền chân lý soi đường sáng, ảo thực tà tâm kiếm nẻo ra. Lóng lánh gương xưa lời Phật dạy, hồng trần ái dục giết tài qua. Đó, người tài người qua là nam nữ đều mà chạy theo đời giết chết, chẳng không người nào còn đâu. Chết là cũng một đời, người mất kiếp làm người trở lại người khó lắm. Phật mới thí dụ con rùa mù với biển. Mình nay mình có thân là mình quyên Phật Pháp là mình được lên giữ đời thượng ơn. Sống muôn tuổi, cha mẹ lạc nhàn mà phóng qua đời thượng ơn á, con người á, không người không cánh bay đâu cũng tới. Ngồi một nơi thế giới xem cùng, ngày sau là đạt dân á, nhưng mà ná cha á. Ngày sau trình đó sẽ tiên thế rất dài. Người sống muôn tuổi, 70 mới có vợ có chồng, 80 mới thì có con cho.
đẻ ra là ba bữa biết đi, biết chạy, biết nói, biết cười, khỏi ẩm, khỏi bồng rồi chứ. Đời thương ơn quý á. Rồi khi mà mình già, mình vào rừng bỏ xác nước đất rồi khỏi chôn ngoài trong đất rồi. Cái đời thương ơn quý báo rồi gặp Phật tùm tu, đắc đạo luôn. Gặp Phật thì lạc dạy tu đắc đạo luôn. Mà đừng xong mà muốn gì lúa ba về nhà khỏi mần ruộng, không có cày cấy, không trồng tỉa chứ. Nó quý báo là thông qua quý báo cây, có cây về là giải, có cây chỉ rồi lúa rồi đồng ba về mình no đủ đất bằng vàng thảo bằng trâu, nhà bằng lưu ly hổ phách, không không có khổ cực gì. Đời đó vậy đó, thánh đức mà ăn cái nó là mình nó ra hơi là khỏi đi tiểu tiện đó. Ăn cái vậy đó hậu cơm nó quý, ăn cái nó ra hơi là khỏi tiểu tiện đó. Con người ở cực lạc nó không có nhà vệ sinh không ấy, tự nó ra hơi là nó xẹp, mà không phải như đồ ăn mà có bây giờ mất đi cầu cực khổ. Ăn ăn cơm của Phật vậy, ăn rồi cái nó xẹp như bánh xe nó xả rồi nó mình đói mà ăn cơm vô hiện ra ăn rồi nó xẹp như vậy, không có tiểu tiện. Dạ, cũng như trong con có nghe trong giảng có nói là no chiều rồi lại đói mơi, dương trần sắp dưới bình trời từ đây, là có phải những cái dịch bệnh sắp tới đây nữa là do bình trời không chứ sao? Đây là thầy nói cái cuộc đời mình cái ngày nay no chiều đói mơi là chiến tranh giặc nó kéo dài, đây là nó rượt đây là xiết rồi đói cả đám hết trơn. Bây giờ no chịu đây mơi nó đói là thầy nó mơi mốt nó đói đó, chiến tranh giặc giã rồi nó lôi kéo rồi bỏ chạy bỏ nhà bỏ cửa bệnh tật, rồi bây giờ phân nó lên quá cao, mùa này nè mùa bao mà đồng ta bỏ trơn ta đâu có mận, phân nó lên 1 triệu mấy một bao, rồi lúa bán lên 100 ngàn dạ rồi ta mận tính ra có lời lớn đâu, ruộng nhà ta không mận luôn, bỏ luôn mùa này bỏ trơn rồi đây hỏi không mận rồi nữa rồi lúa đâu ăn, rồi chiến tranh thế giới nó bùng lên nữa rồi đói cả đám nó kéo dày dày cả thế giới đó luôn, không có thế nào mà chạy khỏi đâu. Bởi vì dân giờ phân quá mắc, mình có đất thì người ta còn bỏ đó, ta không mận. Phân quá mắc còn có lợi lắm nghe mận. Giết đói luôn. Cũng là một phần do dịch bệnh mà làm cho cái nền kinh tế nó kiệt quệ luôn. Dịch bệnh chỗ nào dịch quá đâu có mần ăn buôn bán gì được. Kiệt quệ luôn. Mà thầy nói em không tu là không có thế nào mà sống khỏi cái thời này được đâu. Mình có tu mới được. Có tu là cái đường cứu gỗ cho mình, mà không chịu cúng lại tu là không quy Phật là không có đường nào chạy khỏi, lần lần chết trơn là 10 người hết 7, hết 7 phần còn 3 phần. 3 phần này tu là thầy lập lọc lại còn 2 nữa còn có 1 phần. Sau đất Việt Nam mình bị 90 triệu người còn có 1 triệu người đó. Ừ, sao còn ở đời không có 1 triệu đó. Còn các nước sao cũng mấy trăm ngàn, mấy 50 ngàn người chứ không được đông. Thế giới sao chết nhiều lắm. Quý lắm người tu như thể bá tầm, ai ai cũng quý cũng trong cái nhìn thời này mình tu như quý như phụng hoàng thể mỏ. Hồi nãy tầm bá mình trồng kỹ nó quý lắm. Bây giờ sau này đến Đức Phật cha đời và vua này lập đây là sao người tu nước vào hội Long Hoa được làm quan, làm ta lựa những người hiền đức ra phò vua giúp nước. Còn người hưởng tu sao chết căng à, không còn đâu. Mình hãy ráng trở lại đi, mau đừng theo tà quỷ. Mình phải hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng dứt dần. Mình hoài đầu quy y Phật pháp thì thầy độ mình hả? Chứ thần thì cũng đổ mình đó, mình phải thật tâm mới được. Thì giống như bây giờ là giặc giả rồi chiến tranh, là khi bây giờ dịch bệnh nó bùng phát nữa, có phải là chúng sanh sắp tiếp tục trong cái cuộc mà trả quả không chứ sao? Cái đó là do mình không tu, Ngọc Hoàng mới thấy vậy mới khoạt. Vì giờ là mà nói bây giờ mình với cõi hạ giới này quá hung quá rồi. Cũng như cái thờ cái bồng nước mà cặn không mà dơ không à, mà Ngọc Hoàng mới tính xóa sổ năm 1936 rồi đó, giao Nam Tàu bắt đầu xóa rồi đó. Mà nhờ Minh Dương và Phật Di Lặc lên sinh Ngọc Đế. Ngọc Đế nghĩ tình nữa mà cho Minh Dương lại sinh một con giáp lớn là 61 năm. Một giáp ăn cần khi tính chỉ làm hiền giấc nhịn là sinh để mà mở đạo dạy đời. Thầy dạy mình một con giáp cho thầy đạo hòa hảo nay 83 năm rồi, quá con giáp rồi. Bây giờ từ đây về đúng Ngọc Hoàng ra lệnh diệt đó. Diệt sạch luôn, nếu ăn tu là diệt sạch đó. Dạy mà không nghe thì diệt luôn, không có nói. Mà bây giờ không hoài đầu là tiêu luôn đó. Đến sấm nổ gian sinh e bá tánh ăn năn đã muộn, bây giờ mình còn tu được. Mà sấm nổ chừng đó tao phá sổ không có ai chứng mình nữa. Bây giờ ráng tu một ngày cũng được đó. Quy một ngày là mình có công đức rồi, một ngày mình tu ở cõi ta bà này, một ngày một đêm dĩ giới bằng 100 năm phước ở bên hưởng bên Tây Phương Cực Lạc đó. Trong bộ kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Phật có nói vậy đó. Quý đời này khó tu lắm. Mà mình ở giữa chợ mà mình tu được mà nào đã tạ xì kem ma tí uống rượu cờ bạc mãi dâm rồi mình không dướng hết tủ sắc tài khí tú đối tượng mình không nhiễm là mình là cái bông sen giữa đồng. Quý lắm. Nhìn sao mình là đứng hàng, nếu mà người nào có râu có tóc á thì thầy Phật chậm chấm là hàng nó hàng số 1 á, hàng số 1 á.
Còn mình mà trở lại phong tục người Việt Nam ăn mặc theo phong tục văn hóa người Việt Nam, bà phải áo dài, áo bà ba đâu đó, cúng lại là nữa gì đậu chân hả? Vô văn hóa là chấm về phong tục là đậu đó. Rồi qua cái đạo đức nữa, từ từ Phật chấm nhiều điểm lắm. Văn hóa phong tục người Việt Nam trước, con người tánh nết ăn mặc xong rồi tới qua đạo đức, cái tâm mình có hiền hay không, rồi công đức mình làm được bao nhiêu nữa. Mỗi nhiều thì được hưởng nhiều, cấp bậc vô cao thấp cho mình tu á, mình làm nhiều được hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, như làm ruộng vậy đó. Thì mình vẫn phải giữ văn hóa nước nhà, mình đừng theo văn hóa ngoại lai là mất gốc của người Việt Nam. Dân vật tộc Việt Nam hồi chưa anh hùng đánh quân Mông, chạy sách dép Bạch Trần Giang, sanh sử mấy nhà bằng quân tôi diệt ít tan quân Mông khổ mạnh, bà Trưng bà Triệu kể nhoi đuổi giặc Tô Định chạy về Tàu. Gương anh hùng của mình phải học, phải giữ văn hóa nước nhà, đừng theo văn hóa ngoại lai mất gốc là mình gọi là bất trung. Bây giờ thì con thấy là bên nước ngoài chúng ta cũng có chiến tranh, thì có khi nào là chiến tranh này nó khởi đầu cho cái sự là chiến tranh thế giới thứ ba không chúng ta? Thì thầy nói đó, thầy không nói mà chiến tranh do là người tàn bạo mà ra, là người tàn bạo mà ra chiến tranh này, nó đem bây giờ nó Nga nó kéo binh nó đánh nước Cuna, nó là nó muốn thống nhất thế giới. Rồi cái thằng khỏe cộng sản bên Trung Quốc nữa, nó thấy Nga đánh được thì nó cũng dậy lên nó đánh Đài Loan. Rồi nó đánh Việt Nam, nó giành Biển Đông, thì tới đợi chuyện thứ ba Biển Đông mà thầy nói Trung Đông ở bên Nga đánh trước. Rồi nó lắng dịu em thì nó qua bên Biển Đông là nó khởi đại chiến tại thế giới Bình Dương mình là banh luôn đó. Thay câu đời lấp Thái Bình Dương đó, biển lấp biển luôn đó. Máu từ đường khắp nơi chừng đó rằng Trung Quốc là bị mần thịt luôn. Cái thế giới nó mần thịt heo kia đã đúng mần hàng cạo lông chia thịt ngon toàn năm châu là thắng năm mèo, thắng mèo cho buồn, thắng hở qua năm đó. Thầy nói tại sao mà rằm tháng 10 không có trăng? Trăng trên trời làm sao không có, mà mượn cái sự ánh trăng trên trời mà mặt trăng trời mà ngày nói dưới đất, là nói mặt trăng dưới đất là lá cờ lưỡi liềm của Trung Quốc á, là bị xóa sổ luôn, phước trăng là phước mất lá cờ luôn, chế độ nó tiêu luôn, không còn nữa. Từ đó còn hết hai, còn một cái ra Thái Bình thống nhất, còn một cái là chủ nghĩa từ bi bác ái của Đức Phật mà thôi, cả thế giới theo đạo tu hết trơn, không còn cộng sản, không còn tự do nữa, chứ mà còn Đức Phật mà thôi. Phật có Di Đặt ra đời mở đạo, rồi giờ 18 nước với con một nhà đồng niệm Phật Di Đà công phu. Sớm chiều theo có một đạo mà 18 nước sao phải ăn mặc theo Việt Nam. Ngôn ngữ Việt Nam, Phật thâu các tiếng đa đoan, chỉ tồn nhất tự Nam ba tiếng mình, phải các nước phải học theo tiếng mình luôn. Đạo Phật của mình Việt Nam luôn, ông Phật tại Việt Nam luôn. Nó theo mình, nó tu hết trơn, làm đàn em của mình là đàn anh của thế giới luôn sau này. Người Việt Nam lần sau là quý nhất thế giới luôn. Mình là Việt Nam anh hùng đó. Trang sử năm châu còn cho đối dội, mình phải theo Việt Nam mình bỏ hết văn hóa ngoại lai, không theo có ngoại đồ nữa, Tây Tàu nói trở lại văn hóa của mình. Trong giảng thầy có câu là như thế này, thứ sáu là năm dần nhiều nỗi bơ vơ, bước qua năm mẹ mua cây bớt cuồng. Thì năm dần là năm nay là cũng có nhiều chuyện như là dịch bệnh rồi đau binh xảy ra chứ. Năm dần nhiều nỗi ba giờ lớp thì lớp bệnh tật thì đau binh. Thì năm dần năm nay là cọp về làm chúa làm tiền. Cọp là năm nay là năm cọp, mà cọp về làm chúa làm tiền là nó giặt giả đó. Ở ngoài nó kéo về, nó giành, nó làm chúa là đường xanh là nó bỏ đi và nó trở lại đó. Chứ là trở về làm chúa làm tiền là nó kéo dài qua tới qua năm mẹo là nó tùm lum hết. Ngoài biển nó kéo về làm chúa rừng xanh mà cọp về làm chúa làm tiền mà nó về năm cọp rồi đó. Bây giờ nó có tùm lum cho ngồi tại nó chưa ra mặt thôi đó. Vì là qua năm mẹo thì như to có cuồng dữ lắm luôn, giặc giả rồi chiến tranh rồi bệnh tật luôn, rồi tới tháng 10 qua năm là tiêu diệt luôn. Trung Quốc bị tiêu diệt, xóa cái lá cờ cộng sản là trăng lưỡi liềm của nó luôn. Phước trăng là phước lá cờ đó chứ không phải trăng trên trời. Thầy nói là nhìn xem trên trời giờ mây vẽ lăng hoằng, dưới địa lý vẽ dưới đất quá sung săn, biết đó biết đây thời dẫn dẫn, đợi những ngày kết cuộc khó ăn năn, ai theo đường đó là tiêu diệt đó. Theo đường đó là bị tiêu diệt luôn, xóa sổ luôn. Lập lời thánh đức là còn một chủ nghĩa mẫu à, không có hai ba chủ nghĩa. Nếu còn chủ nghĩa tự do cộng sản đánh 1000 năm nó cũng không hòa bình được, hai bên đánh hoài rồi không bao giờ hòa bình. Sau này còn một chủ nghĩa từ bi bác ái của Đức Phật thôi, dẹp cũng hết, không còn chủ nghĩa nào. Nó nay chủ nghĩa nào nó bị như tiêu diệt hết trơn rồi, nó đánh nhau banh chạnh chân chết trơn rồi, còn nó còn chủ nghĩa ông Phật Di Lặc mà thôi. Thống nhất thế giới còn một cái đạo, một là đạo từ bi,
và chủ nghĩa từ bi. Ông vua thì sau là ông vua là Bồ Tát ra trị thái giới là chuyển lưng Thánh Vương. Ông là chuyển lưng Bồ Tát thứ 10 đó, là chuyển cầm làm vua cai trị cả thế giới, là ông Minh Mạng của mình đó. Ông tu 70 năm thất thập. Khi mà ông mất ngôi ông cầu Phật, Phật phải tu thất thập niên á, 70 năm sau mới lên làm vua được. Sao ông trở lại là Minh Vương đó. Vì ổng hồi đó ổng vua Minh Mạng, ổng có vợ 100 bà vợ mà ổng không có con. Rồi mới cầu Phật để mà có con, mà không có con sao ổng giận đem Phật ra bèo chim giữ lúa. Bị tội đó mất nước luôn á, mất rồi bị pháp đô hộ mà lấy nước mình luôn á. Rồi sao ổng biết lỗi, ổng cầu Phật nấu ngôi Phật là vua, biết lỗi nước sao mất rồi. Nếu vua muốn trị đời phải tu 70 năm sau thất thập niên đấy, rồi sao mới lập đời mới là mới được. Bây giờ ổng tu, giờ ổng trở lại sao là ổng vua sau này nữa. Vua thì 26 tuổi cho mình á, sao không có 26 là 12 tuổi đó. Thì như chú Sáu nói trong con giáp này thì cũng sẽ xảy ra cái nhiều chuyện ly kỳ. Nó tới luôn đó, từ Tâm Tý rồi tới Thìn thầy về rồi nó kéo qua tới Ất Tỵ thì có vua rồi. Cuối Thìn là lập Nhân Hoàng, Nhân Hoàng là có vua, Nhân Hoàng hậu ra rồi. Rồi tới qua Thân Dậu Niên Lai Kiến Thái Bình. Rồi tới Ứ Tức Niên thì Tức Khởi Dĩ Nhiên Gia Tiền Định Quần La Thiện Cổ Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân ba ngôi đầy đủ mới bình yên. Dừng nói là chống nhất chiến tranh luôn, thượng cổ thống nhất luôn. Sáu có thể chia sẻ cho bà con mình cũng biết là từ đâu mà có cái bàn thờ ông Thiên không chú Sáu? Bà ông Thiên là bên cái đạo Phật mình mới có thôi, chứ bên nhà chùa cũng không có nữa. Khi mà thầy lập cái đạo vô vi rồi đó, thầy mới lập bằng của quyền là thờ tiên đạo, là nhà mình có tổ tiên bà chừng ngàn năm hồi xưa, là ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp vô lượng kiếp lắm. Người làm người phải có tổ tiên là nguồn gốc của người mình. Thờ ông bà xong rồi thằng ngày mới quy cái bằng Phật có trong nhà là vô vi, mà vô vi còn tấm trần điều là tượng trưng cho cái màu hòa hợp. Màu già là các chi tăng thường dùng màu thoát tục, màu này hòa hợp các màu sắc. Như bên thống nhất người ta thờ cái lá cờ năm màu, mà thầy năm màu thầy gom đổ chung ra màu già lại thống nhất các tư tưởng màu da trên thế giới, nó cũng còn hình tướng tượng trưng vô vi nữa. Rồi ra cũng bàn đó, rồi ra bàn Thiên, thầy thạch thêm cái bàn Thiên là cái bàn vô vi, không thờ lá trần dài nữa mà niệm thạch buôn thập pháp thập tăng à. Nam mô Bổn Sư Phật rồi giáo chủ rồi thập phương mười phương Phật, thầy gom vào cái bàn Thiên thấm nhất mười phương gom lại một, rồi đại diện lại bốn hướng là tượng trưng cho mười phương Phật. Đó là bằng vô vi thập phương chư Phật đó, bằng đó là cái thầy lên nhà chật chậu nội bàn Thiên cũng đủ. Nếu nhà mình không có chật chậu nội bàn Thiên đủ đó, thống nhất hết đó. Thượng thông thiên đường tỏ khắp mười phương, chứ không phải bàn thờ trời, mình không phải đạo trời. Nó thông thiên đường mà tỏ khắp mười phương Phật, mình đạo Phật chứ không phải đạo Chúa, phải không? Mình không có thờ Chúa. Nhiều người hiểu lầm lắm. Vậy là bằng thờ thông thiên là có ý nghĩa là thông hết tất cả các cõi hả? Thông qua cõi mà nó gom lại, tức là bằng thờ vô vi đó. Không có thờ hình tướng ông Phật nào, nhưng mà mình niệm cái đủ mười phương. Như mình là niệm thờ hình tướng ông Phật Thích Ca, niệm Di Đà chật, mà chỉ có một ông thôi. Hoặc thờ Quan Âm, niệm Di Thích Ca cũng chật. Còn mình vô vi, miệng Nam Mô Thập Phật là các ông cứng hết là mười phương chứng luôn. Nó đặt sâu sắc là cái bản thiên mình là, thầy nói là ý nghĩa sâu sắc lắm. Thầy biểu ra là cái đó cái đại đạo quy tại bản thiên đó, là mình là ra đó mình tu, chứ không phải núp bản thiên núp ra ngầu đó sao. Thầy biểu ra cúng lại sớm chịu ăn tương niệm Phật thì mình cái bệnh gì cũng qua, không có lo bệnh gì chứ, mình đừng có sợ chứ. Cúng lại ăn tương theo Phật giáo hòa hảo đi, tu đi không có bệnh tật giữ được hồi hôm qua. Mình đừng có sợ bệnh gì, nước cúng là mình uống, mình cúng Phật rồi mình giải được uống, mình làm thuốc rồi. Không uống thì tôi không có bệnh gì chứ. Vậy ăn cơm là, giá nó cũng là đời này mà bệnh tật này kia nhiều là do cái căng thành hay sao chứ sao? Cái đó là vô cái nghiệp trước. Nghiệp trước mình làm ác quá nhiều kiếp này, nếu không tu sám hối mà mình niệm một tiếng niệm Phật từ 80 kiếp lại trong tội, mình không sám hối nó đâu có tiêu, không có tiêu. Mà nhờ mình cúng lại niệm Phật nó tiêu trừ mới được. Sám hối cúng lại rồi nó tiêu hết trơn, không có bệnh gì, mình cái nghiệp mình trả được. Nhờ nó tan đó. Thầy nói niệm đó tà quỷ vậy thì gian ra niệm Phật đó bệnh tật tiêu trừ đó mình sống. Còn mình chết mình niệm hứa bản kiếp phòng trần sanh lạc quốc rồi niệm Phật Phật trước. Thì ổng hứa mình khi lâm chung anh thì niệm từ 1 tiếng đến 10 tiếng. Nếu muốn sanh thì đất nước ta mà từ 1 niệm đến 10 niệm mà phần ngày không rước, ngày thầy không ở ngôi danh giác không làm Phật. Ngày hứa đầu mình cứ gì tin tưởng đi. Thì mình tu mà dạ chắc ăn không có rồi mãn kiếp phòng trần qua đất Phật ở luôn. Đó là giữa dễ dàng mình tu rất đơn giản, không có gì khó chứ. Tháng 4 ngày 14 đồng minh chính ăn tương nó dễ quá dễ rồi. Người ta ăn xương gia trừ, người ta ăn quen ăn mãn đời rồi sao tôi ăn nay gần năm mươi mấy năm rồi có nhầm gì đâu. Bình thường quá rồi. Mình ăn quen bình thường không có gì chứ. Vậy là từ lúc mà chú Sáu tu hành tới bây giờ là
đã hơn 50 năm hả chú Sáu? Tôi ăn tuồng năm mười mấy tuổi, 15 tuổi bây giờ đó. Hồi đó ăn tháng 6 ngày với ăn cha mẹ tháng 6 ngày à. Sao tôi phát tâm ăn chay tuồng năm 15 tuổi tới giờ luôn. Vậy là chú Sáu lúc dịch bệnh chú Sáu có bị gì không chú Sáu? Không có bệnh gì chứ. Không có nằm bệnh viện, không có đi đâu. Không... Vì lại cái công tu niệm mình âm thầm quá hay ha. Ừ, hồi đó giờ là tôi không có bệnh nằm bệnh viện nha chứ, không có đau gì chứ. Đau sơ sơ tôi cạo gió rồi tôi uống thuốc bậy bạ hết rồi, không đau chứ. Vì là do mình tu hành cái nghiệp mình nó giảm bớt. Nó giảm bớt rồi nhẹ rồi mình đau cái gió mình cạo gió rồi cái uống viên thuốc hết rồi, không có đau chứ. Thì con cũng có được nghe cũng như là đồng đạo cũng có nói lại là vậy cái câu chuyện mà sau này là có dịch bệnh hay là chiến tranh gì đó chú Sáu là núp bằng Hà Thâm Thiên là sao chú Sáu? Núp là thầy chỉ bằng thiên ra đó núp, thầy ý nghĩa là cái đại đạo ra đó mình quy y rồi mình cúng lại sớm chiều ăn tơ niệm Phật chứ bằng thiên chống dập núp cái gì, con quy trùng nhỏ xíu nó bay mình sao núp được. Mà mình nếu mà niệm Phật rồi cách một vô từng một cây số con quy trùng nó không vô được, chứ thần ta gìn giữ trong khu vực cái niệm Phật là không có vô cái khu vực của mình. Dạ. Một vô từng là một cây số vô, không có quy trùng nào vô xâm chiếm cái vùng của mình niệm Phật. Cái người mà ở gần mình cũng ảnh hưởng là mình tu, mấy người đó cũng nhờ luôn đó. Mình tu người ta nhờ cái phước của mình nó chư thần ta gìn giữ người ta cũng hưởng chung luôn. Nhờ cái phước này công đức niệm Phật. Đại hồng lực của mình tu hành của mình thì xung quanh cũng được hưởng chung cái hưởng chung luôn. Thì mình nó ra một gió tầng không có con xâm hãm ai xâm hãm gì nữa chứ dùng đó, di trùng thì không vô được. Chư thần ta gìn giữ không có con nào vô được. Chứ mình không tu cái bản thiên ra đó cũng chết nữa. Ngài nói chỉ ý nghĩa phải quy tu chứ không phải là chỉ cái bàn thiên là cái sự đó là quy tâm bảo Phật pháp tăng rồi cúng xem lại giữ giới rồi mình được cái gì? Phật thầy chứng rồi chư thần giữ gìn là không có sợ được. Không sợ cũng quý trọng nào mà chắc ăn mình dự hội long qua không có sợ được. Mình tin tưởng á thì mình chắc ăn mình là con của Phật rồi mà không có sợ được. Quy tâm bảo quy rồi giờ giữ giới tu hành là mình con của Phật rồi, vào nhà Phật ở nhà Phật rồi mặc y Phật rồi ngồi tòa Phật rồi mình là sứ giả Như Lai luôn, mình sao mình đi truyền đạo của Phật luôn, thông thái là mình đi các nước truyền đạo là sứ giả Như Lai đền ơn Phật. Sau này thầy chọn đi các nước đó người đủ thiện căn để giáo truyền đại đạo định nhân cái cuộc hòa bình cho dân quốc sau này đó là sứ giả của Phật đó. Chứ mình thầy làm sao nổi cả thế giới, làm sao thầy truyền đạo hết cả thế giới đó. Thầy sao cử mấy đệ tử nào như A Nan, Mục Kiền Liên, nào Xá Lợi Phất, ông Liên Sứ, đồ cấp cô độc, mỗi ông này ông Ca Diếp là mỗi người lãnh một nước, Ma Ha Ca Diếp rồi mỗi ông nước, Phú Long Na rồi mỗi ông một xứ để giáo hóa chúng sinh. Phật có nhiều đại tử lắm, người nào chứng quả Phật sai đi đi giáo hóa cho xứ khác. Phật có một ngàn mấy trăm người chứng A La Hán, đại A La Hán đi giáo hóa chúng sinh. Sao mình thầy về thiến tràng pháp chứng quả cho nha. Bây giờ mình dọn sạch đi, thầy về khai mở như cái đèn trăm điện vô sáng chứng quả cho nha. Mình ráng đi dọn nhận thân mình giữ giới đi, thầy về khai mở chứng quả chứ. Cũng như thầy chăm điện vô là Phật sáng chứ, mình bóng đèn dọn sẵn, thầy về chăm điện cho Phật sáng. Dạ. Con có nghe nói tới cái câu con cứ gành nhiều nước chứ sao, thì con chỉ nghe được cái câu là Nga sức đao binh gây đại chiến. Thì có khi nào Nga này chịu thua Nga không chứ sao? Nga nó sức đồng minh, nó muốn đánh Cuna thì bây giờ 40 nước đồng minh á, nó cho mà Cuna vô là khối NATO. Khối NATO là khối đó khối tự do mà nó đâu có buông. Nếu để Nga đánh mạnh quá thì khối NATO nó vô nó về với giúp vũ khí đánh mà Nga không lợi, nó giận quá nó chơi nguyên tử luôn. Nó chơi rồi banh nó chơi nguyên tử rồi mấy khế kia nguyên tử chơi lợi nó Nga cũng banh luôn. Sao cái nó lớn banh trành hết trơn. Người nào ở nước ngoài sao chạy về Việt Nam chứ ở các nước ngoài sao là khổ lắm luôn. Tới mạng là thầy nói liên tử vậy đầy đất trở tay, trời che đất trở chứ không có ai trông nữa. Các đứa giờ mà tạo vũ khí bắn buôn giết người sao nó bị quà trả quả. Để nhị với chiến Mỹ nó dậu Nhật Bổn hai cái bom chết biết bao nhiêu người sao nó phải trả quả đó, sao bị bom nhờ dậu nó chết chân. Ai gây nhân thì sao phải bị trả quả. Còn mình Việt Nam mình sao đất Phật không có dậu bom. Cái mặn chó của thầy mình về nó là khỏe rồi, không có lo gì chiến tranh lớn nữa. Vì là nếu như vậy thì có thể là nào là cái cuộc chiến tranh này dẫn tới chiến tranh thứ ba, thế giới thứ ba xảy ra luôn không? Thầy nói tới luôn đó, nó kéo qua tới Biển Đông luôn. Vậy nó bên Liên Xô trước rồi nó kéo qua bên Trung Quốc, nó quấn Biển Đông rồi tới luôn. Các nước nó làm thịt Trung Quốc banh chành rồi chẳng. Chừng nó Biển Đông máu lấp luôn, trâu đầy lấp biển luôn, Trung Quốc chết là không còn lấp biển, xóa bản đồ Trung Quốc luôn. Chừng nó Đảng Cộng sản Quốc tiêu diệt luôn.
phước chân mà phước lá cờ đó, chứ không phải là phước chân trên trời đâu. Thầy ý nghĩa thì mượn cái sự diễn cái lý đó, chân trên trời làm sao phước được, lá cờ bị phước chứ không phải là trời và chân trên trời. Nếu mà chiến tranh sẽ bùng phát xảy ra lớn mạnh hơn nữa thì dùng cái nguyên tử có khi nào là cái đập tam hiệp này bị ảnh hưởng luôn không chứ? Banh luôn không có gì còn, ta nước Trung Quốc banh luôn không có gì mà còn, nước nó trâu lơ biển luôn. Đến mặn ba đập tam hiệp gì cũng banh đó, nó lúc địa cho chừng nó sụp đất rồi nước dâng rồi tiêu mẹ không có gì còn. Trời phạt, núi lở, đất sụp thì chúng tiêu, không có gì. Nước Trung Quốc sao tiêu chứ. Vì nó ác từ xưa nay, nó đi cướp nước không à, nó không có tu. Bây giờ nó phá tượng Phật, đục của tượng Phật ở trong, bây giờ đang đục tượng Phật ở bên bệnh, mấy tượng Phật còn ngàn năm đục bỏ được. Nó là kẻ vô thần, không có kể trời lất gì chứ, mà Ngọc Hoàng đâu có để được. Phải diệt kẻ quấy lọc lừa dân lương thiện bằng ba Trung Quốc chết trận. Nó là đứng đầu cái khối vô thần á. Diệt nó mới thế giới này mới hòa bình. Còn nó là với Liên Xô là đánh hoài thế giới này không bao giờ hòa bình. Còn Cộng sản là còn chiến tranh, không bao giờ hòa bình. Hoài cái tạo ra chiến tranh hoài sao hòa bình được. Ý có súng đạn đi cướp nước này, cướp nước kia, Biển Đông bây giờ nó dành của nó. Ý mạnh nó, ý nó không kể ai chứ. Thì tới mạng trời Phật phải diệt nó thôi. Nó phải tiêu, heo kia đã đúng mần hàng cạo lông, chia thịt ngon toàn năm châu là mần thịt Trung Quốc. Rồi bây giờ chiến tranh đặc giả vậy, dịch bệnh nữa chứ sao? Diễn ra vậy thì mình làm sao để mình không bị ảnh hưởng nữa chứ sao? Bây giờ mình cúng lại ăn tương quy của Tam Bảo, tu hành không lo gì nữa chứ. Mình lo làm ăn tu hành cúng lại nhiêu đó là rồi đó. Không lo gì chứ. Mình là con Phật, vô nhà Phật, mặc y Phật, ngồi tòa Phật. Phải quy Phật, phải nhào vào Phật mới được. Mình là con Phật mới được. Thì từ nãy giờ thì Thành Bổn cũng có cùng với chú Sáu, cha đã Phật Pháp, đang chờ mưa này quý vị. Thì bà con cô bác nào thì nếu có ủng hộ thì ủng hộ ha. Thì con hỷ. Nếu mà có thấy chú Sáu có nói có hay về Phật Pháp thì bà con cô bác mình cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật nha quý vị. Mà bây giờ mình nói này ở ngoài nó có bắt thấy ra mình không? Bây giờ nè, đường này nó có bắt được không? Dạ không đâu. Vì nhà mình vô mạng nó mới được hả? Vì nhà vô mạng người mới thấy được. Ừ. Trước khi kết đời chú Sáu cũng có lời nào chia sẻ cho bà con mình tu hành trong năm nay hay chú Sáu? Tôi xin gửi lời toàn thế giới, nếu người nào mà có coi thấy mạng của tôi đó thì tôi đây không phải là tôi tu mà cho tôi. Mà tôi vì mà tất cả chúng sanh trên thế giới, chúng sanh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thầy nguyện pháp môn vô lượng thầy nguyện học Phật đạo vô thượng thầy nguyện thành đạo bổ nguyện của hành Bồ Tát đạo. Mà tôi đây là cầu nguyện cho thế giới, tôi đem lời lành tôi nói nhắn nhở lại bà con trên thế giới, ai nghe lời tôi thì làm theo để mà sống đời thượng cổ. Tôi thành thật biết ơn Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi cũng cảm ơn chú Sáu rất là nhiều chia sẻ về Phật pháp cho bà con mình cùng nghe để tu hành. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Và mến chào tất cả quý vị.